힘들고 괴롭고 어려운 일들도 서로 나누면 슬픔이 줄어들듯 더욱더 열심히 노력해서 많은 친구들과 가족분들이 웃음 지을 수 있는 그날까지 저희 한국 다문화 재단 모두는 최선을 다해 여러분과 함께 하겠습니다. và tổ chức đa văn hóa của chúng tôi sẽ luôn cố gắng làm sao để chia sẻ bớt những nỗi đau thương phiền muộn khó khăn của các em để tìm lại được nụ cười buồn vui giúp các em sống vui vẻ được bên gia đình và hòa nhập với cộng đồng xã hội. 다들 건강하시고 오늘은 행복한 미소 가득한 날 되시길 바라며 이만 제 얘기는 끝나도록 하겠습니다. Và lời cuối cùng tôi xin chúc quý vị đại biểu mọi người luôn được khỏe mạnh và tôi hy vọng rằng ngày hôm nay là một ngày tràn đầy hạnh phúc với nụ cười vui vẻ. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và nhận lại sân khấu ạ. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, và trong chương trình của chúng ta năm nay có sự tham dự của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ lên có đôi lời phát biểu. Xin mời mời ngài anh Park Jae-min. Mỗi năm Vietnam đến như thế này. Dạ, tôi xin trân trọng kính chào quý vị đại biểu cùng khán giả ở đây ạ. Mỗi năm thì là chúng tôi đều đến đây. 올해는 특히 베트남과 한국이 축구를 통해서 하나가 됐던 것 같습니다. Và cũng như là mọi người đã biết được rằng thì là hiện tại là Việt Nam chúng ta đang được phát triển lên về thể thao và đặc biệt đó là bóng đá. 베트남이 축구를 할 때 한국이 정말 많이 응원을 했었거든요. Và tôi được biết rằng thì lúc khi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta tham gia ở trận đấu, ở các trận đấu thì hầu như là người dân Hàn Quốc đều ủng hộ đội tuyển Việt Nam ạ. 한 가족이라는 마음으로 이러한 관계가 오래오래 지속이 될 수 있었으면 좋겠습니다. Và tôi hy vọng rằng là những cái quan hệ gắn chặt cũng như tình thân giữa gia đình của Hàn Quốc và Việt Nam sẽ được lâu dài, bền vững lâu dài. 베트남 사랑합니다. 신 cảm ơn. Tôi rất yêu Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn. Muốn hoa, muốn đón, muốn hoa. Vì vậy chúng ta nghe mẹ, có ta bạn chúng ta thì cảm ơn bà. Con năm nay mấy tuổi rồi? Dạ, 14 tuổi. Con mấy tuổi rồi? Mấy sai. Mấy tuổi? Sai. 7 tuổi à? Dạ. Con học đi học vào lớp 1 hay là còn học mẫu giáo? Học lớp 1. Con đi chỉ thả nhỏ, anh nhớ. Con đếm từ 1 tới mấy được coi nè, 1, 2, 3, đến thử coi. Xuất ra rồi không được xeo vừa nét, anh á, tứ. 1, anh á, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 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 5
베트남 이 행사에 올해로 지금 세 번째, 3년째인데요. Và tôi được biết rằng thì lần này là tôi cũng đã tham gia chương trình này là lần thứ ba. 매번 행사 참여하면서 느끼는 것이지만 저희 그 행사도 많이 계속 발전하고 있고 그리고 뭔가 우리 정말 도움이 필요한 어린 친구들한테 계속 도움이 커져 나가고 있는 걸 느낄 수 있어서 굉장히 뿌듯하고 기분이 굉장히 좋습니다. Và mặc dù mỗi lần chúng tôi đều tham gia chương trình này nhưng mà mỗi năm chúng tôi đều lớn lên lớn dần theo cái sự phát triển của chương trình và tôi mong sau khi chương trình này thì đối với các em trẻ khuyết tật Việt Nam sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những cái quỹ hỗ trợ của chúng tôi. 지금 한국하고 베트남이 분위기가 굉장히 좋은 것처럼 이 형제 우애 분위기를 계속 깊이